danh từ bất quy tắc. Các bạn nhớ nha, có ba loại là danh từ thì có loại bất quy tắc nè. Tính từ cũng có loại bất quy tắc. Động từ cũng bất quy tắc. Thì khi mà danh từ nói về danh từ bất quy tắc đó, tức nghĩa là danh từ biến từ số ít sang số nhiều, nó không có tuân theo những cái quy luật mà thêm s hay là es này kia, thì người ta gọi đó là bất quy tắc. Tính từ cũng như vậy, tính từ bất quy tắc đó là khi mà người ta so sánh hơn hay là so sánh nhất thì nó sẽ không có thêm er hay là est hay là most này kia vô bình thường, mà nó sẽ biến thành một cái chữ khác, biến thành một cái dạng khác đó, thì đó gọi là tính từ bất quy tắc. Còn động từ bất quy tắc thì các bạn đã biết rồi, nó là từ dạng nguyên mẫu biến thành dạng quá khứ đơn hay là dạng quá khứ phân từ đó, child biến thành chữ children. Nhớ nha, cái chỗ này đó là chữ child đó, thì chữ I nó đọc là, nó là long I, đọc là I. Nhưng mà khi mà nó biến thành chữ children đó, thì nó lại thành short I, nó đọc là âm y đó, children chứ không phải là children nha. Nhiều khi các bạn đọc mà các bạn viết đúng, nhưng mà khi mà các bạn phát âm đó thì các bạn lại quên mất là nó biến âm luôn. Tương tự như vậy, cái chữ này đó là woman, nhưng mà khi mà biến thành số nhiều đó thì nó lại là âm y, là women, hai âm y hết nha, women chứ không phải là woman hay là woman nữa, mà nó là women, thì cái âm nó cũng thay đổi luôn. Chữ mouse thì hơi nguy hiểm chút xíu, bởi vì mình đã thấy rồi trên báo Mỹ đó, người ta viết đó, đôi khi người ta lại dùng chữ mouse mà người ta thêm s vô, không biến thành chữ mouse mà người ta biến thành mouses, thì mà mình thấy nó hơi mắc cười một chút, nhưng mà nó cũng rất dễ nhầm lẫn, bởi vì không phải ai cũng biết cái chữ mice là danh từ số nhiều của chữ mouse.